kể từ ngày hôm nay em sẽ chăm chỉ lấy kịch bản, quay liên tục. Giờ này năm sau em sẽ là idol nổi tiếng, chưa bao lâu. Ôi giời ơi, mày tưởng dễ lắm à? Không có việc gì khó, chỉ sợ người ngu đần, sáng tạo và chăm chỉ có con ốc vít có ngày lên trên. Dậy đi idol triệu follow ơi. Sao thấy nhiệt huyết lắm mà Lan ra ngủ thế? Đá nhiệt huyết chẳng biết quay quái quỷ gì đây. Có tên không phải lá trong mùa thu đâu mà hối. Giờ này năm sau trở thành idol triệu view, giờ đang còn ngủ, mẹ chán chết thì được ấy. Theo ơi, sếp các vị làm sao ấy? Lương ba cọc ba đồng như này, chắc tao nghỉ việc sớm quá. Ê, mày làm idol TikTok lương bao nhiêu rồi? Thì em mới bảo là ước mơ của em thôi, chứ phải hiện thực đâu mà chị hỏi lắm đấy. Tao thấy ở trên TikTok ấy, bữa nay cũng bán hàng nhiều đấy, hay là mày thử xem. Nhưng mà em bán cái gì thì được chị nhỉ? Tao nghĩ là mày nên đi bán dép. Bởi vì cách nào mà không vừa ý mày thì mày lấy dép mày phiên luôn. Ok, đi đừng đồng trở. Tao không ăn cắp của mày nha, tao không bao giờ có tính cách thế, mày hiểu chưa? Em có bảo chứ đấy không? Cái nhà của tao với mày, mày bảo tao lấy cái gì? Ôi dồi ôi, cái nhà này như chuồng heo ấy, ăn xong không thèm được chén. Tao ăn đâu mà mày bảo tao? Em có bảo chứ đâu? Không bảo tao thì bảo ai? Mày ám chỉ tao? Em bảo đứa nào cơ mà? Mày ám chỉ tao? Em ơi, sợ chưa này, toàn chị em giật bù nhau. Đấy, cứ ngây thơ cho lắm vào, kiểu gì chẳng giật bù nhau đấy. Mày cảm thấy chơi được thì chơi, không chơi thì thôi, mày đừng nói tao kiểu đấy nhá. Em có bảo chị đâu? Nhưng mà tao với mày là chị em, tao đang đứng ở đây mà mày dám nói như thế, chứng tỏ trong lòng mày tao không là cái gì cả. Em mới mua đôi dép sẵn cho chị một đôi này. Trời ơi, bao nhiêu thứ mua đôi dép này muốn chia xa gì? Cái đôi này cao mà chị mang không dám, không có gì đâu mà chị cắn ý. Ý là bảo tao đùn cái gì? Ôi, không ai nữa đây, để em đấy. Tin nhờ, dạo này có người yêu sinh hạn ra đấy. Mày mẹ đi mồm mày đi, đang ốm, kêu kêu kêu. Không, đã làm sao đi chơi game không? Hả? Không, mai chúng mày nói bé bé cái mồm thôi. Đang để thì chớ cứ hé hé hé. Chúng mày có vấn đề. Ôi, ngành chúng mày cũng để thì chớ. Cái thằng không kia, mày tắt cái quạt chỗ tao đi. Mày bật cái quạt trần của mày lên. Gió nó xà vào mặt tao, mày muốn tao ra đi sớm à? Mày nhìn cái chó gì? Nhung ơi, có nhà không? Chị nói Nhung nghe cái này nè. Ê, nói nghe này, có tiền cho chị mượn. Mình nghèo tay trắng, tương lai cũng héo mòn. Quen người con gái, thấy em còn nghèo. Muốn mua món quà. Mượn tiền hả? Bầu ơi, em đang buồn ai lắm phải không? Thôi em không có, chị mượn người khác cũng được. Em cảm ơn chị nha. Tớ không biết qua đây mượn tiền cái gì á. Trời, tiền hả? Tiền nè. Tự nhiên lãi đôi dép như ghê chứ trời. Ủa? Sao hai chứ hai họ? Còn ngược bên nữa chứ trời. Cái đàn nội vậy thiệt luôn á. Hôm nay cô đi mượn 10 phút, tôi trừ cô một ngày lương. Và tôi yêu cầu tất cả các thành viên công ty này phải tự kỷ luật bản thân mình. Chị ơi, nhưng mà em đi in hợp đồng mua bán dép cho công ty mà chị. Cô đừng có lý do lý chấu ở đây nhá, tôi ghét nhất là cái thể loại sống thế. Chị trưởng phòng bảo có thể giúp gì cho 10 phút. Con trưởng phòng là cha mẹ cô, là tổ tiên cô à? Nó bảo cô đi bóc bóc à? Làm người phải có chính kiến như của mình chứ. Ơ kìa, cô đi đâu đấy? Năm giờ tan làm, em phải về. Việc đã xong đâu, hợp đồng còn chưa in, về cái gì? Dạ, em nghe theo lời căn dặn của chị, đã là một thành viên trong công ty thì phải có tính kỷ luật chị ạ. À, nhưng em phải in nốt cái hợp đồng đó rồi về chứ. Chị đừng có lý do lý chấu, em ghét nhất là cái thể nói chống chế. Chị bảo em nghe, chị là sếp, chị bảo em ở lại em có ở không? Chị là sếp em, chứ phải bố mẹ ông bà em mà nói lại phải nghe. Thế bây giờ chị bảo em bốc thì em phải bốc à? Làm người thì có cái chính kiến thì mới thành công được, chị hiểu chưa? Ô kìa cái con này. Không phải 99.000 bốc ba giá 99.000 đi, mà là 78.000. Cách tên ra cho em hỏng anh em ơi. Thôi mà, gì nữa chứ cứ ngán ngơ như thế. Thế rồi, thế thì anh em ơi, comment cho em hồng nào. Đặt 78.000 tặng thêm một đôi chất nữa đi, được chưa? Cái gì đây? Nhưng mà em ơi, đây là cái hàng ERA siêu nhẹ của nhà Kaizen. Úc nguyên khối cao 2.5cm, lại còn in cả năm sinh và tên nữa. Rất là bền và êm chân luôn. Giá cả lại hợp lý nữa. Nhập về 2 tuần mà bán gần cả 2.000 đơn rồi. Như thế là hợp lý được gì nữa hả? Bây giờ là thời khắc chốt đơn nha anh em ơi. 58.000 gạch tên tặng kèm tất cho em nhưng mọi người ơi. Bao nhiêu? 50!
Năm sáng thì nhạc kênh tặng kèm tất cho em như mọi người ơi. Lúc về, lúc về, lúc về. Lúc về hả chị? Theo lúc về. Nhìn đi. Hả? Giới thiệu với các bạn nhé, đây là dòng Eva siêu nhẹ này, đúc liền nguyên khối. Giá chưa đến 60 cành lại còn được tặng thêm một đôi tất nhé. Bạn nào muốn mua thì nhấp vào. Ui giời, hai đứa này tháng này lương trễ nhá. Cách đây một năm trước mình cũng đi trao bạn bây giờ. Cũng làm công việc 10 tiếng một ngày nhưng mà không ra trải của cuộc sống. Và rồi mình tìm rất nhiều công việc làm thêm để kiếm được chút ít nhưng mà không đủ. Một ngày mình cũng đi bạn, xem được một clip quảng cáo là chết. Bắt đầu mình nghĩ đó chỉ là trò lừa đảo thôi. Hả? Nhưng rồi mình nghĩ lại, mình đâu còn gì để mất hay là không thử mình không sao. Không ngờ đó là quyết định xóa chút ít đời. Chị Hồng ơi, lương về. Ê, lại có tiền tiêu rồi. Tiền đâu? Đâu, sao lương về? Ôi giời ơi, tưởng có tiền tiêu. Người ham vật chất. Đây mọi người nhá, dép bên mình dòng Eva siêu nhẹ, bạn đúc liền nguyên khối cao 2,5cm. Và khi mọi người mua dép thì bên mình sẽ tri ân mọi người thêm một đôi tất hàng cao cổ nữa. Giá chưa tới 60 cành, nhanh tay click vào giỏ hàng. Giúp mình với chứ Tết sắp tới rồi. Này, từ trước em giặt đồ đấy, từ này chị giặt nhá. Ờ, tí chị giặt ngay. Chết rồi, sao mình lại tệ đến thế chứ? Tuần này mình giặt đồ mà mình lại quên mất. Đúng là tồi quá. Lẽ ra đến chính mình phải tự giặt. Để nó nhắc thế này chắc nó khó chịu lắm rồi. Chắc nó thất vọng về mình lắm luôn. Cái xoài mình đâu rồi nhỉ? Chị biết cái xoài em đâu không? À, đúng rồi, em mà quên trả. Em đi chờ đấy nhá. Trời ơi, sao mày sống như con ăn cắp vậy trời? Lẽ nào đây là lý do dẫn đến tình chị em mình với nó dạn nứt không ta? Tìm ngay lý gian, nó hỏi mình mới trả. Đúng là sống tệ quá mà. Em mới vừa tìm được một shop bán rất in hình nam sinh năm của em luôn này. Trời ơi, đẹp quá vậy, in 205. Mua chị 1993 nha em. Nhưng mà tiền chị mượn đầu tháng nó trả em đâu. Thì đâu mà mua rất bây giờ. Trời ơi, nó lại nhắc khéo mình đây mà. Ăn ở như thế nào mà nó cứ nhắc hoài vậy ta? Không biết tình chị em này sẽ đi về đâu. Dạo này em kiếm tiền ổn không Nhung? Dạo này kinh tế khó khăn. Ai kiếm tiền khó khăn? Em vậy, chẳng ai. Kinh tế của con bé thì đang khó khăn như thế, mình lại muốn đòi tiền nó vào lúc này, có phải mình quá đáng lắm không? Nó bảo vay mình 5 triệu một tháng chưa trả mà tính đến nay cũng nửa năm rồi. Ở Nhung này, không biết là em còn nhớ cái khoản nợ chị 5 triệu không nhỉ? Ủa, cái con nợ chị á? Cái nợ chị nào vậy? Ôi, mình đúng là một con khốn nạn mà. Mình cho nó vay, đến chính bản thân nó còn không nhớ, mà mình lại nhớ sai những đĩa đói ý. Mình đúng là một con người tính toán chi li. Ở Nhung này, bây giờ chị đang cần tiền ấy. Lúc nào có thì em trả chị nhá. Nào có em trả. Mày là đồ tồi, người ta bảo là có thì người ta trả. Mà sao trong lòng mày cứ nghĩ đến cái chuyện đòi vậy hả? Đồ tồi tệ, đồ xấu xa, đồ tham lam. Bảo sao mà trong cuộc đời mày không có một ai chơi với mày hết. Ai cũng không thích mày, ai cũng nghĩ xấu về mày. Là có lý do đó mà. Chị ơi, hàng tháng không về rồi. Mày biết cái bình của tao có bao nhiêu tiền không? Dẫu mà trời có 235 triệu 055 nghìn. Mày có bán tất cả đời cũng không mua được cái bình đó đâu. Hello mọi người nha. Tình hình là mình chỉ cần bán cho bả hơn 4.000 đôi dép mình đủ tiền trả nợ bả rồi. Khi mọi người mua dép thì bên mình tri ân mọi người thêm một đôi tất đáng cao cổ. Bạn nào mà muốn mua hàng thì nhanh tay click vô giỏ hàng nha. Thế nhở? Có mấy thằng kia gì em? Sao đau rồi chị em? Em thiếu nợ nữa. Ui thôi thôi, mấy cái vụ này ghê lắm, chị không dám đâu. Giúp em đi lại mua dép cho. Hứa nha. Ok, nó đi vào. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ê, thú gì vậy? Nó đợi tao. Mày vào đây quậy hả? Nó đợi tao rồi. Ê, đó là cái hàng của tao. Khi nào nó mua hàng xong mày muốn đòi thì đòi nhá. Đi qua đây rồi. Giờ mày cứ nói gì trời. Lẹ. Giới thiệu với các bạn, đây là dòng Eva siêu nhẹ đúc liền nguyên khối, cao 2,5cm, phía trên in hình rất là đẹp, đặc biệt rất là bền nha. Có bền không? Bền chứ. Biết sao không? Tại hay mang thuốc nợ. Tao cho mày nói chưa? Mang ổn không em? Dạ ổn, như em không biết chọn màu vàng hay màu đỏ. Lấy màu đỏ hay màu vàng em? Màu đỏ. Này tiền rác của em này, 58 nghìn. Em cho mình tiền đi. Đây cho mình tiền đi. Đây tiền đấy. Nè, 58 nè. Em trả chị nhá. Ủa? Không, hồi nãy là đây là tiền rác, nhưng mà hồi nãy tôi cho mình mượn rồi mà, 58 nghìn này. Thì đấy, thì nó tại gì đó. Em trả chị nè. Ủa, vậy tiền rác 58 đâu? Thì đó, nó tại đó. Có hồi nãy là tôi 58 nào xong rồi, bây giờ nó đưa xong rồi, tôi quay lại tăng 58 đâu? Đó, 58 nào đó. Nhằm ngay công ngay lương, anh cần công ty phát triển mạnh.
không bao nhiêu phát triển càng mạnh càng tốt. Nhín nhăn Nhung có ý kiến gì không? Nghe nói nhín nhín à, cái nhín này nó hơi ngạt. Nhanh quá nhanh á. Mục tiêu 2024, công ty đón nhất mình cần 10 nghĩa hồng. Nhưng có ý kiến gì không? Đi ra nhung nhứng này vậy? Nhung nhứng. Ngọt nghiêm nhất, Nhung nhắc nhiều. Nhồi ngay ngày nó nhạc. Được cái mía, nho nhữ. Nhung, ngọt, nhạt. Nhắc nhanh á. Anh ơi, giao nhất hả? Đang nhọt, đi ra nha.